truy nã người phụ nữ vay gần 19 tỷ rồi bỏ trốn. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với người phụ nữ có hành vi vay gần 19 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 16 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã bị can Dương Thị Thanh, 73 tuổi, quê quán tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, trú huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Bị can Thanh bị cơ quan chức năng truy nã về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, Dương Thị Thanh thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Sau khi mượn số tiền gần 19 tỷ đồng, Thanh rời khỏi nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Dương Thị Thanh. Theo Cơ quan Công an, liên quan đến vụ việc còn có con trai của Dương Thị Thanh là Lê Văn Bảy, 30 tuổi, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan điều tra cũng thông báo những ai là nạn nhân của bị can Dương Thị Thanh đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.